Nhận định về bão Sao La, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Sao La có thể là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Tuy nhiên, khả năng bão Sao La ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Dịp lễ 2 tháng 9, cơn bão này sẽ không gây thời tiết xấu trên đất liền. Tuy nhiên, người dân, đặc biệt là các ngư dân, vẫn cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh bão của chính quyền địa phương, cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.